Đây là cái video số 6 nói về cái vấn đề là lấy tiền super ra sớm. điều nhân chỉ nào mà chưa xem á, thì có thể xem lại những cái video trước đây. Cái quỹ hữu trí của mình á, thì sẽ có hai phần. Là cái phần bắt buộc mà chủ phải đóng cho mình khi mình đi làm. Và cái số 2 á, là cái không bắt buộc mà mình tự nguyện đóng thêm vào trong cái quỹ hữu trí của mình. Thì thường thường gọi là Voluntary Super Contributions hoặc là Sacrifice đó là cái tiền mình đóng thêm vào trong cái quỹ hưu trí của mình trước thuế hay sau thuế thì tùy theo cái điều kiện của mình là như thế nào thì cái tiền này mình bỏ thêm vào trước đấy thì lâu lắm rồi thì có cái chương trình là nếu như anh chị bỏ thêm vào một đồng thì chính phủ sẽ bỏ thêm vào một đồng nữa là thành hai và cái chương trình đó hiện tại bây giờ thì không còn nữa nhưng mà những người mà có income thấp thì bỏ vào 500 đô thì chính phủ bỏ thêm 500 đô nữa cho thành một ngàn đó là cái tiền super nó sẽ tăng lên mỗi năm là mình có cái tiền lời và rất là nhiều anh chị hỏi á, là mình có thể lấy cái tiền super ra để đóng vào cái tiền nhà hay là không thì cũng giống như cái video số 2 Thánh Nguyễn có nói về cái phần mà lấy ra về vấn đề nhân đạo thì trong đó có nói rằng là nếu như trường hợp cái nhà mình mà chuẩn bị buộc phải bán hoặc là tịch thu thì mình có thể lấy tiền super ra để mà trang trải cái phần đó anh chị cũng nghe nhiều á, là lấy cái tiền super ra để mà trả vào cái tiền nhà vì cái lãi suất đang cao. Thì trường hợp này nó có đúng hay là không? Thì nó chỉ đúng khi và chỉ khi mình có cái tiền super mà nó nằm trong cái phần sacrifice hoặc là voluntary là cái tiền super mà mình từ nguyện đóng dồn vào thêm thì mới lấy ra được. Còn cái tiền super mà của chủ đóng cho mình á, thì mình không được đụng chạm tới trong cái trường hợp này. Đó là cái lý do mà nhiều anh chị nghe nhầm lẫn hoặc là mình không có hiểu rõ cái vấn đề. Thì cái chương trình này á mình lấy ra thì gọi là First Home Super Saver Scheme. Thì mỗi lần á, hay là mỗi cái tài khoản là trong một năm đó thì sẽ lấy ra tối đa là 15.000. Và cái phần mà tối đa hết tất cả cái super mà mình có thể lấy ra được đó là 50.000 cho năm ví dụ như là 3 năm thì mới là 45 ngàn và năm thứ tư thì mình chỉ lấy ra thêm 5 ngàn nữa là tổng cộng 50 ngàn lấy ra để mà đóng vào trong cái tiền mortgage hay là tiền nhà của mình đó nhưng nếu như anh chị đã mà request đã yêu cầu mà lấy ra trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 thì chị là giới hạn 30 ngàn mà thôi nhưng mà sau cái ngày đó thì tăng lên là 50 ngàn cái tiền mà lấy ra này là đi dành cho những người mà có, mua cái nhà đầu tiên chứ không phải là những người mà có cái hai căn nhà rồi và cái chương trình apply thì thông qua tài khoản là máy gấp link với thêm ATL thì trên đó có một số cái thông tin cho mọi người có thể mà apply và số tiền đó sẽ lấy ra không có phải trả thuế nên cũng sẽ không có nhiều người nhận được cái chương trình này đâu là vì mình không có bỏ tiền từ nguyên vào trong cái quỹ hữu trị của mình thì mình sẽ không lấy cái tiền super ra được. Đây là cái video số 6 là cái video mà kết thúc trong cái chuỗi series của tiền super lấy ra như thế nào. Hy vọng qua cái chuỗi mà series về cái tiền super này á thì à, giúp cho anh chị biết thêm về cái cách là điều kiện như thế nào mà mình lấy ra cái tiền super. Và anh Nguyễn không phải là một người à, cố vấn về cái tiền super. Nếu anh chị nào có muốn à, trợ giúp về pháp lý thì hãy tìm người trợ giúp về pháp lý và những thông tin cung cấp này nó có sẵn ở trên à, trong web của chính phủ. Cảm ơn chị đã xem video trên AN News do anh Nguyễn thực hiện.